Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 24 trên CTTTC về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp, giá gạo có xu hướng tăng cao do một số nước cấm xuất khẩu, giảm lượng gạo bán ra, một số nước khác tăng mua dự trữ gạo, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực, ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai và hạn hán. Tại Việt Nam, một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt, gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi sát tình hình, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất lưu thông, tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn và việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường trong nước, uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.